Ở đây là ngã ba của Bát Giác rồi. Mấy anh em hôm nay tới Tiến Hoàn đây. Bây giờ thì mình tiếp tục di chuyển. Anh em Tiến Hoàn một đoạn. Ok, di chuyển đây anh em. Mọi người có thể nhìn thấy là chỗ kia trời mưa phùn này. Mong là đi lên đèo nó không bị ướt nhiều quá. Nếu có nhiều quá thì mình sẽ áo mưa vô ấy. Ở đây đang ở đâu rồi anh? Ở đây đang là chân đồng đá. Chân đồng nè. Anh trong mình nước với bánh này. Cảm ơn anh rất là nhiều. Sương mù đẹp chưa cả nhà ơi. Trước mặt kia cả nhà là đèo ngang rồi. Mình sẽ đi đến thẳng đèo ngang. Hôm nay đi hầm, hôm nay đi đèo nhỉ. Bây giờ mình phải đi qua đèo. Mọi người đi đường dưới quốc lộ kia thì sẽ nhìn thấy cái đèn mẫu Diễu Hành này. Không này. Nhưng mà mình đi trên đèo nên mình không nhìn thấy được cả nhà. Kỳ Anh, 27 km. Giống như mọi người nhìn thấy khách du lịch đến đông chưa kìa. Wow, suối chảy dốc vách dốc vách này. Thư giãn quá cả nhà. Bước tới đèo Nga. Bóng xế tà, cọ cây chen lá, đá chen hoa. Lom khom dưới núi tiều vài chú, lác đác bên sông chợ mấy nhà. Đẹp nhỉ. Đâu? Đâu? Anh em ở trên đèo này, ngồi ngắm cảnh thiên nhiên này. Yên bình quá. Anh em mở cảnh nhá. Lạc trôi vào trong thiên nhiên. Thật là yên tĩnh. Wow. I love my life. I love I. À, nhìn đẹp quá. Mọi người nhìn sương trên núi chưa? Anh em đang vượt đèo ngang. Hẹn gặp lại của mình mọi người nha. Đất Quảng Bình đầy nắng và gió. Trái Quảng Bình vừa chịu khó lại dễ thương. Biết ơn anh em 73 rất là nhiều. Trên đây này cả nhà ơi. Trên ngay trên đèo ngang đây. Ok, di chuyển thôi. Chỗ này có cái am này cả nhà. Thấy bảo vụ xe khách hai mấy người chết ở đây. A Di Đà Phật. Này ghê nhỉ. Hết không? Ngay bên kia là Kỳ An cả nhà ơi. Kỳ Nam đó hả? Hà Tĩnh đó hả? Đừng có chụp cho lắm. Không, em hỏi mà cái ô ô kia rồi mà. Mấy cái ô nữa hả? Mấy ô hoặc nơi tôm á. Nơi tôm ạ. Ờ. Chị không có nhiều nhưng mà. À không chị. Không, cầm, không chị bảo chị nói. Chị em cầm xuống mua bán cho chị. Mà đi dọc đường mà ăn chị không ấy. Chị không, chị đi thẳng đường chị không mua được, chị gặp em chị rất mừng. Em không được dùng tiền thực sự. Không biết rồi nhiều. Nhưng mà ít là chị bảo là xuống đó mua bánh thôi. Thôi cảm ơn chị rất nhiều, em không lấy được. Cảm ơn chị. Thì cầm cho chị vui đi, cầm cho chị vui, cầm thôi. Xuống dưới một nước. Cho em ôm chị cái thôi, chứ em không được dùng tiền. Cảm ơn chị nha. Sao khóc vậy trời? Gặp em phải vui sao lại khóc? Rồi. Mừng quá. Mừng quá. Ok. À. Rồi cảm ơn em nhá. Dạ, nếu mà lúc nãy hồi nãy em đi đường dưới kia là có thể giờ sẽ qua bên kia được rồi, qua bên Kỳ Nam rồi, nhưng mà em đi đường này thì nó hơi lâu. Dạ. Nó ngắp được cả nhiều trên xuống dưới. Rồi, bye chị nha. Ừ, bye nha, cảm ơn nha. Dạ dạ. Thả nước đi nha. Di tích văn hóa Hoành Sơn Quang cả nhà ơi. Đây đây. Dắt cả nhà lên khu di tích Hoành Sơn Quang nha. Đây, đường lên đây. Cao chót vót. Wow. Đẹp ha. Cổng trời. Hoành Sơn Quang. Đây đây không khí sương mù bao phủ cả nhà. Cùng điện câu chuẩn cho Hoành ấy. Đằng sau cả nhà đây chính là Hoành Sơn. Mà Nguyễn Bỉnh Khiêm đã có một câu sấm nổi tiếng để lại cho Nguyễn Hoàng là Hoành Sơn nhất đái, vạn đại dung thân.
Và sau đó thì Nguyễn Hoàng nghe theo và bắt đầu là di chuyển vào miền trong, đã trị vị được 244 năm. Ý nghĩa của câu Hoành Sơn nhất đái ấy, là từ cái chỗ Hoành Sơn này di chuyển vào bên trong, Nguyễn Hoàng sẽ được trị vị được nhiều năm hơn. Vạn đại dung thân là nhiều năm có nơi dung thân ấy. Thì ở đây thì mọi người sẽ cảm nhận được Nguyễn Bình Khiêm không phải là một người thường mà là một kiểu vị thánh nhân ấy. Người ta có thể đoán được trước tương lai cũng như là vận mệnh của nước. Thì mình thực sự mình càng tìm hiểu về lịch sử Việt Nam thì mình càng cảm thấy ở Việt Nam mình rất là nhiều người giỏi, siêu siêu giỏi luôn cả nhà. Còn bây giờ thì mình xin phép mình tiếp tục di chuyển sang Hà Tĩnh đây anh em. Cái lúc mà ở trên ghế nhà trường ấy thì mình cảm thấy là đi học thật là một điều đó rất là vô nghĩa. Nhưng mà khi mà càng đi nhiều ấy thì mọi người sẽ càng cảm thấy là khi cái việc học ở trên trường ấy cộng với cái trải nghiệm thực tế ấy, nó làm cho con người ta cảm thấy mở mang đầu óc hơn. Càng đi trải nghiệm nhiều thì mình lại càng muốn quay trở lại để học, để biết thêm nhiều thứ hơn cả nhà. Trước kia là hồ người ta nuôi tôm này, cảnh đẹp chưa? Giới thiệu đi em, cây gì? Cây ngứa. Thời học sinh hay đi cứ lấy cái trầy hẳn á, hẳn có trầy xong mới bỏ lên người. Học sinh là cứ ngứa ngại xong là một là học tiếp, hai là đi về nhà tắm rửa mới lên học. Ừ, ngứa lắm à? Ngứa, cây là ngứa. Cái chỗ này là cái chỗ mà giống kiểu đèo Hải Vân này, đóng cua bao đẹp luôn anh em, nhưng mà nguy hiểm lắm. Thấy bảo là nhiều vụ tai nạn ở đây này. Anh em đi đến đây thì đi chậm nhá. Dưới này chân đèo có một cái ngôi chùa cả nhà. Bây giờ chắc mình phải chào tạm biệt anh em ở đây rồi. Cái à? Không biết bao giờ gặp lại nữa. Đi xong rồi, đi xong rồi gặp. Ok, cảm ơn em nhiều nhá. Khỏe nhá. Ok anh. Mày khỏe nhá, anh như mày khỏe nhá. Ok. Ôm này cái này mày. Không biết bao giờ tao gặp lại mày nữa. Để tí khi nào đó. Tí nữa. Gặp lại từ alo cho em nhá. Khỏe nhá. Ok. Mai anh em nhá. Ok anh. Rất là nhiều ngày anh em chơi với nhau, cùng nhau trải nghiệm, lên núi sinh tồn, xuống biển bắt vẹn sinh tồn, kể những câu chuyện. Vừa tạm biệt anh em nhưng mà Hoàn không dám nhìn lại anh em, không lại nhớ anh em. Thật sự là mỗi người trên đường ấy sẽ cho Hoàn một cái ấn tượng rất là riêng. Mọi người cũng có xem và theo dõi hành trình thì biết đấy. Bây giờ một mình Hoàn lại tiếp tục hành trình của mình đi tới đích Hà Giang. Không có ai đi cùng, đi với mình luôn. Ok, tiếp tục di chuyển nữa. Mình đi tới đây mà buồn ngủ quá, chắc là mình sẽ nằm ở đây. Mình ngủ một lúc ở nhà. Mọi người đến với cái đường rẽ vào hầm rồi này. Đi thẳng cái đường này là vào thành phố Hà Tĩnh nhá. Phía bên này là đường mà đi xuyên vào hầm cả nhà. Đang đi ngang qua mấy chị gọi vào ăn cơm. Hello anh. Ăn cơm này. Chuẩn ngay, ăn thôi, chuẩn ngay nha, có tí chắc. Có tí đâu. Đi vào đây ăn cơm luôn em ơi. Thôi. Đi vào đây ăn cơm nha. Dạ. Em chào anh ạ. Lên, chọn đây, bắt đáy. Đi lên đây này à. Vừa di hoan, tí nữa vừa di hoan cho Lê chụp cái ảnh. Lúc đây ăn xong để lên nhà lên chụp ảnh em. Và sau... Đi qua chỗ này ăn cơm nha. Thôi, quá rồi. Ôi, cảm giác kiểu giống kiểu ở nhà ha. Vừa đi ngang qua cái chị gọi vô ăn cơm luôn. Cô, hôm nay là chưa phản ứng kịp á. Ừ. Nó sống rồi. Hôm nay là ai đu kêu con rồi lên rồi lên. Nghe kêu. Lên đây. Chị có coi TikTok của em luôn ạ? Chị nhắn tin ở trên TikTok em mà. Vậy hả? Chị bảo là khi nào đến đeo ngáng thì nhắn tin cho chị rồi để nhà chị ăn cơm mà. À. Nhưng mà không thể giảm tin nhắn. Dạ. Sao nhiều quá. Chị lấy cơm cho. Dạ.
Ok, mời em ăn cơm nhá. Tại vì nhà đang ăn dở rồi nên là em thông cảm nhá. Thôi, cảm ơn chị rất là nhiều nha. Đi em... Đi em... bộ đừng có mỏi chân à? Dạ, có mỏi chứ. Mỏi chứ. Thế là mà tự mình đi chứ không phải ai bảo mình đi à? Đi cho vui. Ăn cơm đi em. Ok, mời cả nhà nha. Nghiên hoan quả thôi nhá. Đây này, chụp ảnh cho Hoan đây. Hoan này chụp vẻ thôi cả. Ok. Tên ngày. Cái cua. Nhanh ở chỗ đấy. Ừ. Đi. Đi. Nhưng mà đi ra đấy là để bắt cá hay bắt gì? Bắt con gì cũng được. Ngao, 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 trường, ngao thì có đây đến đây. Đi, phải đi. Đâu, nào này, này. Đang về, đang về. Ý là nào đi đuổi rồi nhưng mà chưa đuổi nó mới lê chứ. Đúng rồi, để tính là để về. Để về, để về. Đây, Mỹ nói với ai đâu, Mỹ này. Mời anh về cho em chứ. Này, để thận này. Nói với ai đôi xuống nhau ha. Ôi đi bắt cá ấy à, đi bắt cá. Tôi đẩy đi Hoàng đi chờ sóng nó về. Đi à, anh xuống nhà ăn nhau rồi ta đi luôn. Đi đi Hoàng. Anh xuống nhà ăn nhau rồi ta đi luôn. Nhậu xong rồi sao ạ? Xong rồi đi ra bắt cá luôn, gần đấy luôn mà. Đi sáu nhà luôn, gần nhà luôn mà. Ra ra tiền này ở đâu? Cho bọn cháu ở nhà lấy tiền lì xì. Lì xì à? Nhưng mà chú không dùng đâu, cảm ơn con nhiều nhá. Có một cái nhá. Bye bye, cảm ơn nhiều nhá. Bắt tay cái. Ok. Mình vừa đi ngang, à đi qua cái đèo ngang qua cái, bây giờ bị bắt cóc luôn anh em ạ. Giờ đi đâu cả nhà? Đi biển. Giờ đi biển làm gì á? Đi bắt cá, đi bắt ốc. Đây, mang cả ốc cả ấy. Đấy đủ. Ok, đi thôi. À đồ với cũng phải đi rồi hè. Đi luôn, đi luôn. Được vâng. Ngoài kia. Sao quá trời mình đi đánh cá đâu. Có chứ, có đánh cá chứ. Đánh cá. Hà Giang. Đi từ Nam ra Bắc đi bộ. Ừ. Đi bộ. Đi xuyên Việt. Ok anh nhá. Rượu cay em nhỉ. Chị đâu? Chị giới thiệu mọi người ở đây là làng gì? Đi cùng là Kỳ Nam luôn. Người ta làm ngành nghề gì để sống hả chị? À, bên biển. Đi biển. Nói chung là đá răng. À. Biển cũng có, đi xây cũng có. Đi làm ở ngoài công ty cũng có mà làm ruộng. Đi ba số là làm biển. Mời anh em chuẩn bị lưới rồi cả nhà. Ôi đồi. Lưới. Đi tìm máu. Với chụp ảnh, chụp ảnh, chụp ảnh. Đằng sau cầm cái xuồng đi. Rồi đi thôi cả nhà. Vậy anh em đang đi bắt chuẩn bị đường để bắt cá cả nhà. Dạ không, không lạnh. Đi thôi cả nhà ơi. Wow, phải đi vào cái chỗ rừng ngập nước này á. Ui cả nhà ơi, đi vào trong rừng rậm luôn anh em ạ. Lần đầu tiên mà đi nhánh cái hoàn đó đi. Ui, nhìn hấp dẫn nhỉ. Nhưng mà đi tất cả thì ui, một cái thuyền này sao đi được hết người? Mà làm đi được vừa đi à? Ui. Đi cả cái này luôn. Ngồi lên đi. Thôi chào ra trước mượn đi, chào trước mượn mượn một cái kia đi. Ngồi lên đi. Đi em ngồi lên đi. Anh em ơi. Ây da, ngồi yên nha. Ngồi yên. Đây kiểu cái thúng nó mà đi vô. Ai ở bên này? Ủa, 6 người mù cái thùng anh em ạ. Cúp bô đây. Ốc ở bên nào? Cậu bên nào cũng có. Em tìm nó về ủ thế đi. Nó mà ướt ngâm chứ mà ướt. Chim thùng. Điện thoại
Cái này rơi điện thoại là chìm vắt là phải nhấc lên luôn anh em ạ. Sẵn sàng rồi. Chuẩn bị tư thế rồi. Ôi đánh bì đúng không ạ? Ở bên kia cắm cỏ cho kìa anh em ơi. Cỏ này. Đó, trắng xóa nhỉ. Ui, không phải cỏ á? Trắng trắng này. Chớp. Chớp à? Quan tôi chiêu lâu để giờ lâu cứ. Biết biết cả lặn luôn. Lặn 3 ngày nổi. Bảy ngày. 7 ngày chiêu. Anh em ơi, bây giờ bắt đầu đi răng răng lưới này. Đây, răng lưới anh em. Chờ tôi phú rồi. Đẩy trước quấy luôn. Bắt đầu răng lưới anh em ơi. Thả lưới. Quăng lại đúng không anh? Mày chứ mặt mặt kêu nó mày đẩy nó nhảy hết nhấp nạp lắm. Quay lên đây. Mất rít sẽ rít được. Tình nào thế này, nhìn này. Sát nào mặt nước luôn này. Nó vẫn tỉnh táo. Nó ở dưới đấy. Bao cái nào? À mình bao cái chỗ cành cây hả? Chỗ này là cái gì mà sao phải bao lại? Cái này là dưới lưới. Dưới gì? Dưới đó có lưới. Tại sao gọi lưới gì cơ? Họ làm nói. Cả nó đóng, cả đây đóng. Thật á? À? Ừ. À mình ấy xong rồi mình bao lại rồi mình đập đúng không? Mình lấy lại mình đập không? Ok. Ê thế còn mấy cái con cua ở trong kia người ta gọi là cua hay là cái gì ta? Con nhà. Con nhà á? Ừ. Ở miền Tây họ gọi con bạc khỉ ấy. Bạc khỉ á? Ừ. À. Chia sẻ lại đi, có cây gì? Cây giá. Cái gì? Cái giá. Giá? Giá. Tác dụng giá nó để làm gì? Đừng ngấm mặn đấy. À. Anh em ơi, đây là cò nhá, không phải xốp đâu. Nhìn này. Đây là con cò đấy. Cò thiệt mà. Đấy, con cò mà. Con này có bằng xốp á? Họ làm để làm gì? Để bày. Để bày bày con. Bẫy kiểu gì? Họ làm vậy để mấy con cò trời họ xuống ấy. À dưới có bẫy à? Ừ. Chào đây. Ừ. Hình như có cá đấy này. Đây. Cá đây. Đây. Kéo nó lên nhá. Đây. Con đầu tiên. Đúng rồi. Nó năm gì? Chắc mấy con này ba con rồi. Còn nướng đây, mấy anh em đang đâm cá cả nhà. Đâm mạnh nha. Hello. Kiếm rau về đây ăn lâu đi. Được 3 con đầu tiên anh em ạ, cá rô phi. Vừa gỡ luôn. Thu về à? Thu về luôn. Thả về anh em nha. Mấy cái tương hưởng mộ. Đại phố của. Ừ nha, nhanh lên không lại mất. Rửa như này này. Ấy. Thôi coi đó. Cảm ơn anh em. Phải lên đùi kìa. À đi chặt cái muồng đi. Con này con cua nhỏ mà hơi nhỏ tí. Phòng ra cho nó lớn ý. Con cua đây đi. Kéo vào phía đông mình người mình á. Kéo vào. Nhìn thì dễ vãi trưởng thôi mà làm khó anh em ạ. Kéo lên. Ok, đây Hoàng Trang. Cảm quá tính nha. Ok, giờ Hoàng sẽ thử anh em nhá. Đưa lên. Đưa ra. Kéo vào. Kéo vừa nha, xoáy nha. Dù má, xoáy trốn nha.
Cho vào người mình à? Ừ. Vô này. Vùng rồi, đưa ra. Kéo vào. Kéo vào. Đưa ra kéo vào. Anh ngoài như phía này, ngoài như phía này này. Thả ném ở bên đi này. Đi không? Đi. Đúng rồi. Hay là đúng rồi. Đúng. Cho đúng nhịp rồi. Đã cười gớm rồi. Đây đúng không? Chào nhắn đi vô hạ, đón hạ ném đây này. Hạ ném rồi. Đây đây đây, gần cặp bến. Đón game miền Tây đây. Lôi ra, lôi ra, lôi ra. Dễ cá nào. Cá ốm như cá chứ mà đâm chết nổ vịt. Đây. Đâm đau lắm hả? Anh có chào lúc anh. Em mày này. Hoan. Anh Hoan. Hoan chào này. Đây, tài xế của tương lái đây. Ngồi yên nha, ngồi yên nha. Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Ngồi xuống đi. Ngồi xuống đi, Hoan có hai đẩy được, ngồi xuống đi. Rồi rồi. Ngồi xuống đi. Phải một cấu luôn. Tài xế tương lái đấy mà. Rồi. Đây, đòn hái kia. Đòn 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 hái kia bên tây đây. Đây đây đấy. Đây. Để tay mà đây đây. Đòn hái kia bên tây đây rồi. Mù đúng con đấy. Ngồi xuống chỗ cân này, ngồi xuống này. Ngồi xuống ông lật lên. Ngồi xuống rồi. Rồi. Chào đây. Cái chơi ấy nói nó cho lên trên luôn nha. Đây. Đấy xuống dưới này, xuống dưới này. Hai cái miền Tây đây này. Thúng còn bên nhà nhắn. Bên chỗ này mình đi. Là nhủ quay. Đường cái về để nó về cho mình. Rồi, chào đi rồi này. Thôi ngồi xuống đi chị ơi. Anh em ơi. Bắt được 7 con cá hay 8 con cá. Giờ đi về đây. Biển đẹp chưa cả nhà. Vừa lấy được cái sạc, bây giờ ra di chuyển ra kia xem anh em đang làm cá nhá. Ngay ở chân đèo ngang có con đàn trâu đang gặm cỏ này. Này đang ngồi đánh cá cả nhà. Đây là thành quả của hôm nay cả nhà ơi. Cá này. Mấy anh em đang ngồi nhậu đây. Chào cả nhà cái anh. Chào anh em nha. Sống với quê hương mà. Làm ngành biển anh. Không, mình đã sống với hải thử. Như này, lấy cái cho cái đôi mà. Wow, càng cua anh em ơi. Càng cua này anh em. Anh em xem càng cua này, uầy. Con cua nhưng con mái này. Đứng kia, thả đi. Tuyệt vời. Đà nước à? Hello. Quen cổ không? Nè, chào. Cô có món gì đây cô? Anh thịt gà. Thịt gà, ăn dầu. Thịt gà. Ăn dầu. Ăn gì ạ? Ăn dầu. Ăn kỳ. Ăn kỳ. Ăn kỳ là ăn gì ạ? Kỳ là ăn tết. À Tết ạ. À Tết kỳ á hả? Tết kỳ. Tết kỳ của người dân biển. Ừ, của người dân biển. Là hôm qua. Hôm qua không ăn được, hôm nay ăn. Hôm qua ăn mắc bẩn. À, lùi lại hôm nay ăn ạ. Ừ, nay của người dân biển đấy. Ở đây thì mình đánh biển, nghề biển hả cô? Đánh biển. Đi biển. Đi biển. Con trai đi biển hay con gái đi biển cô? Con trai. Cô đi biển không? Cô là không đi biển. Cô bắt biển. Cô đi ăn rồi. Bắt cua à? Màu cua. Màu cua bắt cóc. Đừng ôm cháu thấy được. Bé cho uống nước ạ? À? Cho bé uống nước. Nước trắng ạ? Hả? Cái nước này là nước gì ạ? Nước lọc. Nước lọc ạ? À? Sao không cho mẹ để nó bú à? Khát nước. Không nó cho nó uống sữa ấy. Không.
uống sáng sữa rồi tiếp uống nước. À. Làm biển ở đây thì một tháng có kiếm được nhiều không cô? À, tôi có kiếm được nhiều chú. Kiếm nghèo lắm. Trên biển một tháng về mùa hè thì kiếm được đôi 3 triệu chứ. Về mùa đi khó kiếm lắm. Kiếm không ngang. Ôm nhầm. Một tháng kiếm được có 2-3 triệu thì á? Là mình đánh bắt gần bờ đấy ạ. Là mình lấy những cái thuyền mình đi đánh lưới hay làm sao ạ? Lấy thuyền đánh lưới. À lấy thuyền ra đánh lưới ạ? Thế vậy thì bắt được cá nhỏ đúng không? Cá nhỏ với ốc. À bắt cá với bắt ốc ạ. Dạ chắc con xin phép rồi con đi về luôn nhá. Cảm ơn cô nhá. Cô sức khỏe nhá. Dạ. Cảm ơn cháu. Dạ, bye cô. Hoàn không nhậu được thì xin phép anh em về. Chị đang nấu cơm ở nhà ăn này. Wow. Con nhiều món chưa cả nhà. Món trứng, món rau. Món này là món gì hả chị? Món xào dứa. Xào dứa. Món canh gì hả chị? Ok, mời cả nhà nha. Và ăn cơm anh ơi. Vô đây. Vừa ăn xong rồi nhà. Cái thanh niên này chạy tới. Vô đây. Hello, Paro. Ôm à, ok, ôm nhé. Ok. Con tên là Hưng à? Con nha. Khớp sẵn, khớp chứ thỏ mấy nè. Con tên là gì? Hả? Con tên là Dương á? Ok con, nè chú gửi này. Ôm cái nhá. Cảm ơn con nhá. Cảm ơn các bạn Hà Tĩnh nhá. Mạnh khỏe nhá. Bye bye. Cả nhà ăn xong rồi, bây giờ mình ngủ ở góc này cả nhà. Mình sẽ ngồi chỉnh sửa video một lúc rồi mình mới ngủ. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn theo dõi ủng hộ Hoàn nhá. Nếu mà thấy video hay thì nhấn đăng ký kênh và nhớ comment bình luận ý kiến của mọi người xuống phía dưới nha. Yêu cả nhà nhiều. Phùng.